Liên Dương Thị Kim Yến đơn vị tỉnh Kiên Giang. Và phần giới thiệu đã kết thúc, mời trọng tài kỹ thuật hướng dẫn các vận động viên vào vị trí khởi động. Trọng lượng tạ trên sàn 32 kg, mời vận động viên Nie Nguyễn Hạnh đơn vị tỉnh Khánh Hòa vào chỗ thi đấu lần thứ nhất. Lượt thi hoàn thành. Trọng lượng tạ trên sàn vẫn giữ nguyên 32 kg. Cao Thị Lệ chuẩn bị. Mời vận động viên Cao Thị Lệ đơn vị tỉnh Thanh Hóa vào chỗ thi đấu lần thứ nhất. Lượt thi hoàn thành. Trọng lượng tạ trên sàn được nâng lên 35 kg. Nguyễn Hạnh chuẩn bị. Lượt thi không hoàn thành. Trọng lượng tạ trên sàn vẫn giữ nguyên 35 kg. Cao Thị Lệ chuẩn bị. Mời vận động viên Cao Thị Lệ đã bị tỉnh Thanh Hóa vào chỗ thi đấu lần thứ hai. Lượt thi không hoàn thành. Trọng lượng tạ trên sàn vẫn giữ nguyên 35 kg.
lượt thi hoàn thành. Trọng lượng tạ trên sàn được nâng lên 37kg, Nguyễn Hạnh chuẩn bị. Và như vậy thành tích đạt được của vận động viên Cao Thị Lệ cho vị tỉnh Thanh Hóa ở nội dung tự vật là 35kg. Trọng lượng tạ trên sàn 37kg, mời vận động viên đơn vị tỉnh Khánh Hòa vào chỗ thi đấu lần thứ 3. Lượt thi hoàn thành. Trọng lượng tạ trên sàn